mà mua. Hôm ba năm người dãi mấy giây mệt ngọt hơn giết chết rồi thôi sâu bên trong toàn lời chạy sao.
thế nhưng vì sao? Và chúng ta đã lắng nghe âm nhạc cực kỳ tuyệt vời đến từ nữ DJ xinh đẹp Ngân Sinh Đạt in the house. What's up? Ok anh em ơi, cánh tay đâu hết rồi đó. Đưa hai tay lên. We go. Let's hear it.